Xin đừng làm điều cực kỵ này trong tháng cô hồn, ma quỷ quấy phá, xui xẻo đeo bám cả tháng. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tháng cô hồn là thời điểm linh thiêng nhất trong năm. Bởi theo quan niệm của dân gian thì trong tháng này, Diêm Vương sẽ khai mở cửa địa ngục, phá giới cho ma quỷ được tự do để có thể trở về dương thế. Cũng bởi vậy mà âm khí xung thiên dẫn đến nhiều hiện tượng kỳ lạ, đáng sợ xảy ra. Đối với con người chúng ta, nơi cõi trần thì càng cần lưu ý tuyệt đối, đừng làm những điều đó cấm kỵ dưới đây, kẻo bị vong linh đeo bám, khó khăn trắc trở, trăm bề. Và nếu như gần đây bạn từng gặp phải nhiều chuyện không suôn sẻ trong cuộc sống, hay có linh cảm rằng mình đang bị vong linh quấy phá trong tháng cô hồn, thì mọi người hãy nhớ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Luôn mang theo pháp khí bên mình để được bình an, may mắn. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Sai lầm thứ nhất, đi dạo quanh chùa vào buổi chiều tối. Nói đến chùa chiền thì ta không thể không nghĩ tới cảnh khói hương nghi ngút. Nhiều ngôi chùa nổi tiếng là nơi mà mọi người thường lui tới. Không chỉ là người sống mà cả cô hồn dã quỷ cũng sẽ tập trung rất nhiều quanh những nơi như vậy. Tuy nhiên, không như người sống có thể đường đường chính chính đi vào chùa nghe kinh kệ, còn vong hồn lại bị những bức tường vây quanh chùa ngăn lại, không thể đi vào mà chỉ có thể phiêu dạt xung quanh chùa. Nếu như ai không biết mà đi dạo xung quanh chùa, nhất là ở vòng bên ngoài bức tường bao quanh chùa, tà khí sẽ theo bám về nhà, khả năng mơ thấy ma quỷ đương nhiên cũng sẽ cao hơn. Tháng cô hồn mở cửa mà thì khỏi phải nói. Sai lầm thứ hai, thường xuyên lui tới nơi âm u, hoang vắng. Bạn có biết rằng một trong những thói quen rất xấu trong tháng cô hồn chính là hay lui tới những nơi có nhiều âm khí, bởi những nơi âm u thường có âm khí vượng, ma quỷ tập trung cũng nhiều. Trong tháng cô hồn, nhiều nơi còn lập đàn tế lễ, cũng là những nơi cực âm, trong ngày cùng tế xá tội vong nhân. Nếu trong người không khỏe, khí huyết hư mà còn ham vui đến những nơi tế lễ hay đi chơi ở những nơi âm u, hoang vắng thì dễ nhiễm âm khí trong người. Cứ đi chơi về nhà mà không làm gì để trừ tà, hóa sát thì vô tình mang cả những thứ không sạch sẽ về nhà. Tuy không đến mức hại người nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Ma quỷ không ngừng quấy nhiễu trong mơ, tâm trạng sợ hãi, khủng hoảng. Sai lầm thứ ba, đi chơi làm chuyện hoang đẳng, đến nửa đêm mới về nhà. Bạn hãy nhớ rằng đàn ông sau khi làm chuyện phòng the xong là lúc mà cơ thể yếu ớt, xương khí hư hao. Chính vì thế, nếu trong tháng cô hồn còn đi chơi, làm chuyện xấu ở bên ngoài, tới nửa đêm mới về thì sẽ bị tà khí xâm nhập. Lúc này dương khí cạn kiệt, cơ thể yếu ớt, trường khí bị suy hao nên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Về nhà chỉ mơ thấy ma quỷ là còn may rồi. Thường thì người ta sẽ bị ốm nặng một trận. Sai lầm thứ tư, đem tượng gỗ, đồ chơi về nhà và đặt trong phòng ngủ. Có thể bạn không biết, nhưng trong số các loại tượng đồ chơi thì tượng bằng gỗ là dễ bị tà linh xâm nhập nhất. Đặc biệt, nếu đó là đồ thủ công mỹ nghệ do người dân tộc làm thì khả năng này càng cao. Một trong số những kiêng kỵ trong tháng cô hồn đó chính là kiêng không mang tượng gỗ, đồ chơi về nhà và đặt vào phòng ngủ. Trong khoảng thời gian này, tà khí vong hồn phiêu bạt khắp nơi. Ban ngày thì tạm nơi nào đó để trú ngụ. Đồ chơi bằng gỗ là lựa chọn thích hợp nhất. Bạn đặt món đồ đó trong phòng ngủ thì đừng ngạc nhiên nếu ma quỷ tìm tới tận trong giấc mơ của mình. Bên cạnh đó, nếu như bạn thấy tượng thần, tượng Phật được bỏ lại ở bên đường hoặc bị nước cuốn trôi, bị người ta vứt đi thì chớ nên tiếc rẻ mà mang về nhà. Thần Phật thực sự ngự trong đó đã bỏ đi rồi, chỉ còn là cái xác không, ai muốn vào cũng được. Đó cũng là lý do nhiều người sau khi nhận cúng dưỡng tượng thần Phật người khác lâu ngày không hương khói gì thì ngày càng vận khí càng suy giảm. Nếu bạn đã lỡ mang về nhà mà bỗng nhiên mơ thấy toàn ma quỷ thì đừng ngạc nhiên, chính là ma quỷ ở bên trong bức tượng đó đã bắt đầu hoạt động. Sai lầm thứ năm, đặt bài vị di ảnh hay xương cốt người đã khuất trong phòng ngủ. Nhiều người vì quá thương tiếc người đã mất hay vì lý do đặc biệt nào đó mà đặt bài vị di ảnh hay xương cốt của người đã khuất ngay trong phòng ngủ của mình. Làm như thế tối nằm ngủ mơ thấy người đã khuất thì là chuyện quá bình thường. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này, có người sau khi chết đi, tính tình cũng thay đổi,
chẳng giống với khi còn trên dương thế. Nếu có thể chen chân vào trong giấc mơ của bạn, thì cũng thường làm ra những cơn ác mộng. Sai lầm thứ 6, chửi mắng miệt thị người đã khuất. Người đã khuất thường không ai nhắc đến nữa, nhưng cũng có những người khi còn trên dương thế đã làm nhiều chuyện mà người đang sống thấy oán thán. Có người không kiềm chế được mình mà đứng trước mộ phần người đã khuất để chửi rủa. Có người đến hành đám tang làm ra những hành động báng bổ. Có người thì chỉ đơn giản là tỏ vẻ mình gan to, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng bạn có biết đó là hành động bất kính có thể gây họa vào thân hay không? Nếu mang theo bên mình vật phẩm phong thủy trừ tà, hóa sát như bát bảo tâm kinh hay minh quang pháp bảo thì còn đỡ. Nhưng lỡ quên mà không mang theo bên mình thì khả năng cao là đêm nằm ngủ sẽ mơ thấy ma quỷ vì chịu lời nguyền rủa của những người đã khuất. Sai lầm thứ 7, treo chuông gió trước giường hay cửa sổ phòng ngủ. Chuông gió phong thủy có nhiều tác dụng trong phong thủy, nhưng nếu bạn treo ở trước giường hay cửa sổ phòng ngủ thì lại dễ mơ thấy ma quỷ, ngủ không yên. Đặc biệt trong tháng cô hồn, tiếng chuông gió có thể chiêu gọi vong hồn, nằm ngủ cũng bị ma quỷ đeo bám không yên. Quý vị thân mến, những cô hồn vong linh vất vưởng thường không nơi nương tựa, phải chịu cảnh đói khát. Khi trở về trần thế thì sẽ đi lang thang khắp nơi để kiếm chỗ trú ngụ. Và đặc biệt là nơi có đồ ăn sẽ thu hút nhiều sự chú ý của cô hồn hơn cả. Vậy nên trong tháng này, người xưa cũng truyền tai nhau về một số món ăn cần kiêng kỵ, không nên ăn kẻo trước lấy đại họa vào thân. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh hay minh quang pháp bảo để có thể hóa giải những xui xẻo trong cuộc sống, xua đuổi tà ma trừng khí, thu tài lộc trong tháng cô hồn. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, tháng cô hồn kiêng ăn cháo trắng. Một trong những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn thì việc không ăn cháo trắng được nhiều nơi áp dụng. Theo quan niệm dân gian, ngày rằm tháng 7 cúng thị thực cô hồn dã quỷ, không thể thiếu cháo trắng. Nếu bạn ăn cháo trắng vào tháng này, ma quỷ sẽ nghĩ rằng bạn đang tranh ăn với họ, vì thế họ sẽ liên tục quấy phá và gây ra điểm xui xẻo. Thứ hai, tháng cô hồn kiêng ăn thịt vịt. Thịt vịt là món ăn phổ biến và khoái khẩu của nhiều người, nhất là vào các dịp cuối tháng. Nhiều người chọn ăn thịt vịt nhằm mục đích giải đen. Tuy nhiên, đây lại là món ăn kiêng kỵ trong tháng cô hồn. Người ta cho rằng nếu ăn thịt vịt vào tháng này sẽ gặp phải tình trạng tan đàn, xẻ nghé. Vậy nên, thay vì thịt vịt, mọi người thường lựa chọn các món từ thịt gà mang ý nghĩa cát tường, gọi đến những điều an lành, tốt đẹp. Thứ ba, tháng cô hồn kiêng ăn thịt chó. Đối với một số người, thịt chó vẫn là món ăn khoái khẩu. Tuy nhiên, người ta thường chỉ ăn thịt chó vào cuối năm hay cuối tháng để giải xui, còn đầu năm đầu tháng sẽ kiêng ăn. Nguyên nhân là do dân gian có quan niệm đen như mõm chó, ăn thịt chó sẽ kéo theo vận đen cả tháng. Theo đó, trong tháng 7 cô hồn, người ta cũng quan niệm kiêng ăn thịt chó để tránh xui xẻo. Thứ tư, tháng cô hồn kiêng ăn mực. Mực là món ăn mà người Việt kiêng kỵ ăn trong tháng, đầu tháng, không chỉ trong tháng cô hồn. Người ta cho rằng nếu ăn mừng vào những ngày này, cả tháng sẽ đen như mực, gặp đủ mọi chuyện bất trắc, xui xẻo. Vậy nên, đây cũng là một trong những thực phẩm có trong danh sách đen được nhiều người khuyên không nên ăn, đặc biệt những người phải đi xa hay có công việc quan trọng. Thứ năm, tháng cô hồn kiêng ăn sầu riêng. Bản thân sầu riêng có nhiều dinh dưỡng, tuy nhiên tên gọi và mùi của loại quả này gây e ngại cho nhiều người, nhất là trong ngày mùng 1 tháng cô hồn. Họ kiêng ăn vì sợ rằng sẽ ưu sầu cả tháng, luôn cô đơn một mình, và họ sợ mùi của sầu riêng sẽ dẫn dụ vong hồn vào nhà. Quý vị thân mến, vậy trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với các bạn về những điều cấm kỵ cần tuyệt đối tránh xa trong tháng cô hồn, để tà ma trừng khí không có cơ hội ghé thăm chúng ta. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.